Hello anh em, trên tay mình đang là cái lens 28-105 của Sigma zoom f2.8 toàn giải. Đây là cái lens tiêu cự mới hoàn toàn, bổ sung vô phân khúc ẹt của Sigma. Cái mã nó là 28-105 f2.8 DG-DN. Clip này dài cho nên mình sẽ chia ra các phần để mình nói. Thì mọi người có thể coi cái mục lục và ở dưới này, và mọi người có thể kéo nhanh tới cái phần mà mọi người muốn coi. Phần đầu tiên là giới thiệu. Đây là cái hộp của nó. Hộp cũng khá là bự. Thì cái hộp của 28-105 này nó cũng giống như những cái lens khác thôi. Mình sẽ nói nhanh ha. Chúng ta có một cái case bằng vải. Và trong cái case này thì nó có sợi dây đeo. Hộp này nó có một sợi dây đeo. Chỉ có một sợi dây đeo cho cái case này. Và vài cái tờ hướng dẫn. Nó không có gì đặc biệt hơn những cái lens đời trước, những cái lens khác của Sigma, cho nên mình sẽ không nói nhiều về cái hộp này nữa. Và khi mà mình cầm cái lens này trên tay mình, wow, sơn nhám rất là hợp với body Sony. Hồi trước giờ thì những cái lens zoom đa dụng của Sigma như là 24-70 f2.8 thì thường là sẽ là sơn bóng, nhưng mà cái lens này thì sơn nhám. Mình rất ghét cái sơn bóng của Sigma, tại vì nhìn nó không có khớp với body. Nhưng mà cái lens này sơn nhám, nó giống như cây 70-200 f2.8 mà ra mắt năm ngoái của Sigma vậy. Cho nên là cái màu sơn này mình rất là thích. Sơn nhám nghĩa là thứ nhất nó tệp với body là một. Thứ hai nữa là các bạn thích dán skin á, dán cái giấy á, thì nó sẽ không bị lột ra khi mà chúng ta tháo cái skin. Những cái sơn bóng hồi xưa như của 85-14 nè, hay là 24-70 f2.8 thì khi chúng ta lột cái skin ra thì cái nước sơn hay bị bong ra theo, chúng ta gọi là nổ sơn. Nhưng mà cái sơn nhám mới của Sigma nó sẽ không bị trường hợp đó nữa. Và cái thiết kế của cái lens 28-105 này nó cũng tương đồng với những cái lens ra gần đây. Đó chính là có vòng khẩu nè, chúng ta có vòng khẩu, chúng ta có những cái nút hold focus, có hai cái nút hold focus ha, một cái trên một cái bên hông, và những cái lẫy MF, AF và khóa, rất là tiện. Tại khi chúng ta khóa cái nút này thì chúng ta sẽ không zoom cái lens ra được, để ngừa trường hợp bị tụt zoom. Thật ra con lens này thì nó không có tụt zoom đâu, nhưng mà Sigma cho người dùng cái option để khóa lại, để tránh bị tụt ra khi mà không theo ý muốn. Ok, cũng tốt thôi. Và dưới này chúng ta có một cái lẫy là click. Khi chúng ta gạt lên thì cái vòng khẩu này nó sẽ trơn. Còn nếu mà chúng ta gạt xuống thì cái vòng khẩu này nó sẽ theo nấc và nó kêu kịch 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 kịch. Đây là cái option dành cho các bạn quay phim. Mình thì không xài cái vòng khẩu này trên lens, mà mình xài chỉnh khẩu trên body, cho nên mình sẽ khóa cái vòng khẩu này luôn. Ở đây có một cái lẫy khóa, và khi mình khóa cái này lại thì cái vòng khẩu này không xoay được. Nếu mà các bạn xài cái máy có cái lens có vòng khẩu và chúng ta vô tình đụng cái vòng khẩu này thì nó sẽ ưu tiên cái khẩu này hơn là khẩu chỉnh trên body, chúng ta sẽ không chỉnh khẩu trên body được nữa. Cho nên nếu mà các bạn thấy khẩu mà không chỉnh được trên body thì để ý cái vòng này, nhiều bạn vô tình bị đụng vô cái vòng ha. Còn nếu mà chúng ta không xài cái vòng khẩu trên lens luôn, chúng ta khóa lại giống như mình đang làm. Ok, đây là một cái lens zoom ngoài giống như 24-70 f2.8 zoom ngoài đây. Đó, chúng ta zoom nó sẽ lòi ra. Zoom ngoài nghĩa là khả năng bụi nó sẽ dễ vô trong hơn. Nhưng mà Sigma đời sau này thì họ đã làm cái ron này nó khá là kín rồi, cho nên cái trường hợp bụi thì nó cũng bớt thôi, nhưng mà vẫn còn nếu mà chúng ta sử dụng trong môi trường bụi nhiều. Cái series của lens này đã lên tới đầu 58 rồi. Những cái lens như 24-70 hay là 70-200 trước đây, gần đây mình thấy thì đều là series 57. Thì bắt đầu từ cái lens
28 1.5 Sigma đã lên tới series đầu 58. Thiết kế của cái lens này khá là đầm tay á, phi 82 nè ha, và cái thân lens nó trơn tuột luôn à, chứ nó không lồi lõm, cho nên cầm nó cũng khá là dễ, nó không có lạn ra lạn vô như một số lens hãng nào đó. Mình thích cái kiểu thiết kế nó phẳng vậy, cầm nó dễ chịu lắm đó, đưa tay lên một cái thì nó ngay trọng tâm luôn như thế này. Sigma công bố cái lens này là 990g dưới 1kg, và khi mình cân lại thì nó là 991g, 1g chênh lệch. Ok, chấp nhận được. Dưới 1kg là một con số rất quyến rũ, tại vì những cái lens mà trên 1kg cộng thêm body nữa khá là nặng. Khi mình xài cái lens này chung với lại cái body Z9 á, body Nikon Z9, thì nguyên combo này cầm hơi bị đuối luôn ha. Còn xài trên Sony thì nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu, tại cái body Sony nó nhẹ. Cái hood của 28 105 vẫn xài kiểu truyền thống của Sigma là hood hoa sen ha, hút bằng nhựa, nhựa thuần túy thôi. Sony có một cái cửa sổ trên cái hood nè, chúng ta có thể đẩy ra thì nó sẽ lòi ra một khúc để chúng ta xoay filter CBL, nhưng mà Sigma thì họ lại không làm, cho nên nếu mà mình gắn cái filter CBL, mình muốn xoay CBL mình phải tháo cả cái hood ra, nó hơi bất tiện chút xíu. Của Sony thì nó có cái cửa sổ mở ra, dù là cái cửa sổ nó cũng tương đối là nhỏ thôi, nhưng mà ít ra là có thể xoay tạm được. Còn Sigma thì không, phải mở ra thôi cũng không sao, chúng ta có thể xoay sẵn và để đó luôn. Mình nói sơ thêm một cái cấu tạo của lens này. 28-105 sử dụng hai cái kính FLD của Sigma. Đây là cái loại kính cao cấp nhất hiện tại mà Sigma áp cho những cái dòng lens arc, dòng cao cấp. Cái kính này có cái độ tinh vi rất là cao, cho nên khi mà tích hợp với những cái lens cao cấp thì cái hình ảnh nó sẽ đẹp hơn, bokeh nó mịn hơn, độ nét tốt hơn, kiểm soát quang sai tốt hơn. Anyway, là xịn sò. Thì cái lens này sử dụng tới hai lớp thấu kính FLD, và một cái điều mình đánh giá được cái lens này khá là xịn sò đó chính là tới 12 lá khẩu. 12 lá khẩu trên lens nghĩa là chúng ta có những cái bokeh tròn, mịn, mượt, rất là xịn, thậm chí xịn hơn cả 24-70 f/2.8 đời 2 luôn. Cái lens 24-70 đời 2 có 11 lá khẩu và cái bokeh không đẹp bằng con lens này. MFD của lens 28-105 tốt. MFD là cái khoảng cách lấy nét cực cận, thì mọi người có thể chụp macro, chụp close up, côn trùng, hoa lá, xịn luôn. Cái hình mình chụp ở dưới, chụp con chuồn chuồn, mọi người có thể thấy được cả cái con mắt của con chuồn chuồn luôn. Xịn, một tấm hình một MFD cỡ đó đó. Và cái phi của lens 28-105 vẫn sử dụng 82 chung phi với lại những lens 24-70 khác của Sony, của Sigma đời 1, đời 2 luôn, sử dụng cái phi 82. Đây là cái phi tương đối là lớn và khá là thông dụng đối với những lens có zoom một khẩu. Thật ra có nhiều anh em thắc mắc là tại sao Sigma không làm từ 24 tới 105 mà lại làm 28, thì mình cũng có thể giải thích được là nếu mà chúng ta làm 24 thì cái lens nó sẽ rất là nặng và rất là to. 28 thôi mà đã cỡ này rồi, nếu mà chúng ta làm cự 24 trở đi thì mình nghĩ lens nó phải nặng từ 1.2 kg, và cái phi nó sẽ lên tới cả 86 hoặc là 95 thì nó rất là bự. Thì cầm những cái lens zoom đa dụng mà bự quá thì cũng chúng ta không cầm được, rất là tuột mút, rất là mệt mỏi. Thì cái lens 28-105 có cái trọng lượng dưới 1 kg thì mình đánh giá đó là một cái thông số hay ho mà Sigma cố gắng áp vào. Đối với cái thông số này thì lens này thuộc lại nhỏ. Phần thứ hai là trải nghiệm thực tế. Mình có dùng cái lens 28-105 này để đi chụp hình gia đình, để đi chơi. Mình sử dụng với cả Sony A7R5 lẫn Nikon Z9. Nikon Z9 thì mình sử dụng quang ngàm nè. Đó, đây là cái ngàm ETZ21 Pro. Thì khi chúng ta gắn cái ngàm này vô, chúng ta có thể sử dụng lens Sony. Đây, mình gắn thử cho mọi người coi. Đây, bự. Ôi dồi ôi, cảm giác như cầm những cái máy bánh chưng hồi xưa luôn, khá là nặng. Combo này 2 kg mấy lận phê á, nhưng mà chụp nhanh đẹp, lấy nét nhanh êm, hình đẹp. Và khi cầm cái lens này thì mình có thể
nhìn nhận là cái vòng zoom nó hơi nặng. Nó không phải là quá cứng nhưng mà nó cũng thuộc loại là nặng á. Có thể là mới, nếu mà xoay một thời gian có thể nó sẽ mềm ra. Mình thì không thích cái vòng zoom nặng, bởi vì mình hay quay phim á, mình vừa quay vừa zoom, thì cái việc vòng zoom nó nặng quá thì nó sẽ làm rung khi mà mình zoom khi quay phim. Nhưng mà nếu mà làm nhẹ hơn thì có thể nó sẽ bị tụt zoom. Thôi thì cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Về hình ảnh của lens thì sao? Về hình ảnh của lens thì tốt, không cần bàn cãi. Tại vì thật ra con lens 28-105 này là kế thừa của 24-70 f/2.8 đời 2 của Sigma. Thì mình đã review cái lens 24-70 đời 2 đó rồi. Độ nét tốt, tất cả mọi thứ đều ngon. Thì con lens này nó ngon y chang như vậy. Và cái cự nó dài hơn nữa, nó thêm một cái khoảng tơ lê từ 70 cho tới 105. Một cái lợi thế của cái 28-105 này đó chính là ở cự tơ lê. Nếu mà so với lại 24-70 thì chúng ta có cái cự trên 70, và khi mà chúng ta chụp tơ lê, chụp chân dung, nhất là trên cự 100 thì cái background sẽ được nén gần lại so với lại mẫu, tạo cái hình ảnh nó cận hơn, gần hơn và nhìn rất là mượt. Cho nên cái giá trị của cái 28-105 này ở khoảng tele rất là nhiều. Cho nên cái độ đa dụng của 28-105 rất là xịn. Chúng ta có thể chụp được đủ thứ, từ chân dung, phong cảnh, close up ha, sản phẩm. Nó nếu mà xài để đi du lịch thì các bạn chỉ cần đúng một con lens này và chụp mọi thứ trên đời, từ nhà tới trường. Và khi chụp con lens này thì mình khá là ngạc nhiên với cái độ mượt của bokeh. Bokeh nó rất là tròn, rất là mượt. Và dĩ nhiên là nếu mà chúng ta để cái bokeh ra rìa thì nó sẽ bớt tròn đi. Cái đó là điều không thể tránh được của những cái lens thông thường. Nhưng mà nói chung là cái bokeh rất tròn và rất mượt, rất mịn. Quang sai của lens thì sao? Quang sai của lens thì không có đâu. Thật ra những cái chuyện như viền tím thì bây giờ họ đã khắc phục được hết rồi, những nhà sản xuất lens đã khắc phục được rồi, cho nên là không còn viền tím nữa. Thì mình có test sơ sơ một vài tấm hình, mình biết là nó không bị viền tím đâu, nhưng mà chụp một vài tấm hình test lên thì ok, ngon lành. Và cái khoảng cách lấy nét cực cận được 40cm thì mình chụp được hoa hòe, hoa sói, chụp được côn trùng, chụp được mọi thứ, xịn. Cầm con lens này đi chơi với gia đình thì thôi sướng không gì diễn tả luôn. Và một cái điều rất là xịn sò của Sigma áp cho cái lens này đó chính là không bị pressing. Không bị pressing khi mà chúng ta xoay cái focus và giữ được parafocal. Parafocal là cái khả năng giữ được điểm nét khi zoom. Ví dụ như mình lấy nét điểm này và khi mình zoom lên thì cái điểm nét nó không bị thay đổi, thì cái lens này có khả năng giữ parafocal rất là tốt. Cái lens mà không giữ được cái parafocal người ta gọi là varifocal. Thì cái khả năng làm ra cái lens có giữ được cái parafocal là một cái điểm cộng của Sigma. Cho nên con lens này cũng rất là thích hợp cho các bạn quay phim nữa. Về màu sắc của lens, màu sắc của lens cho ra ấm. Thật ra cái tông màu của lens 28-105 nó sẽ giống như những cái lens ra gần đây, như là 24-70 đời 2 nè, 500F5.6 hoặc là 50F1.2 cho ra cái màu ấm. Mình rất thích cái tông màu đó, tại vì mình rất thích cái tông kiểu tây tây. Mình không thích cái dạng mà trắng hồng như các bé Tintin đó, thì cái đó là sở thích của mọi người. Thì đối với mình, cái tông màu vàng ấm là tông màu đẹp. Motor của lens cũng là motor tuyến tính. Những cái lens xịn sò sau này của Sigma đều sử dụng motor tuyến tính hết rồi. Cho nên là lấy nét êm, nhanh, mượt, không có gì phải bàn cãi về cái tốc độ lấy nét của motor tuyến tính nữa rồi. Và cuối cùng là đánh giá cá nhân, mình có thể nhận thấy rằng gần đây những cái nhà sản xuất lens for như Tamron nè, Sigma, họ cho ra nhiều cái lens tiêu cự rất là xịn sò. Tamron thì có cái lens 35-150 ra cũng gần 2 năm. Thì cái lens nó rất là xịn, mình rất là thích, mà mỗi tội cái lens nó nặng. Thì con lens này nó giải quyết được hai vấn đề của 35-150. Một là cự wide hơn ha. Và hai là trọng lượng nhẹ hơn thì cầm đi nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói nào ngay thì cái lens 28-105 này nó sẽ thích hợp cho các bạn sử dụng cá nhân, gia đình hơn là làm dịch vụ. Bởi vì thứ nhất là cái cự wide của nó 28 thì nó sẽ không rộng như 24 để chúng ta có thể chụp
tiệc chụp cưới ha. Và nó cũng tương đối là nặng, cho nên nếu các bạn làm dịch vụ cầm con lens này cũng khá là đuối ha. Trên cái body Nikon Z9 này thì nó nặng giá mang rồi. Ok, mình sẽ đổi lại cái Sony A7R5 để cho nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, đó. Thế chúng ta gắn lên cái body Sony hoặc là body Nikon Z8 hoặc là Z6, Z7 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ gắn con Z9 thì nó to quá, nó nặng quá. Đó, gắn lên body Sony thì nó sẽ như thế này, nhẹ nhàng gọn gàng. Chúng ta có thể cầm một tay được, thoải mái. Combo này chưa tới 2 kg. Lens này nó cũng sẽ phù hợp cho các bạn làm quay phim. Tại vì sao? Thứ nhất là những cái thông số mà Sigma áp vô lens này như là motor tuyến tính nè, parafocal nè, rồi không bị pressing. Đó, tất cả những thứ đó là để phục vụ cho việc quay phim. Cho nên các bạn quay phim có thể đắn đo cái lens này. Và khi chúng ta chuyển qua cái chế độ crop mode APS-C thì chúng ta sẽ lợi cự nữa. Để 28-105 mà chuyển qua APS-C thì chúng ta sẽ có là 42-160. Wow, đó. Thì cái tiêu cự dài nó sẽ rất là phù hợp với các bạn quay phim. Điều đó không làm được đối với cái lens 24-70. Tại vì 24-70 mà có nhân lên nó cũng chỉ được khoảng 100, trong khi 105 nhân lên thì cái cự nó khá là dài. Sen thì khi mà chúng ta xài trên body full frame quay phim, chúng ta có thể tận dụng ở full frame mode hoặc là crop mode đều rất là xịn với cái lens này. Còn về phần giá cả thì sao? Hiện tại thì mình chưa biết giá của cái 28-105 Sigma đâu. Nhưng mình nghĩ rằng Sigma sẽ bán với giá 37-38 triệu gì đó. Tại vì những cái công nghệ áp cho cái lens này khá là xịn, từ motor tuyến tính cho tới parafocal cho tới không bị pressing, rồi close focus cực cận tốt, khẩu khiết này nọ. Đó, tất cả những thông số đó rất là xịn, làm cho mình nghĩ rằng con lens này sẽ không rẻ được. Tuy nhiên, nếu mà Sigma bán với giá 37-38 triệu thì sẽ khá là khó bán. Nhiều anh em sẽ cân đo đong đếm. Với cái giá gần 40 triệu thì nhiều anh em sẽ cân đối với lens Sony 24-70 gấu mập đời 2. Đó. Tuy là cái 24-70 gấu mập nó sẽ thua về cự so với 28-105, nhưng mà sử dụng một cái lens chính hãng của Sony nhẹ, nhỏ thì nghe nó vẫn sướng hơn cái lens này. Đó. Cho nên mình đánh giá nếu Sigma bán cái 28-105 này với giá từ 33 triệu đổ xuống thôi thì con lens này sẽ bán đắt như tôm tư. Còn nếu mà trên 33 triệu thì chúng ta có thể cân đối giữa 24-70 đời 2 của Sigma và thêm một cây lens fix nữa. Dù rằng sử dụng hai lens thì nó sẽ không tiện bằng một lens đa dụng đâu, nhưng mà về mức độ hình ảnh á thì hai lens chắc chắn nó sẽ ngon hơn một lens đa dụng, đúng không? Chung quy lại, con lens này ai sẽ là người mua? Thứ nhất, người sử dụng cá nhân, gia đình đi du lịch cầm một lens này sử dụng tất cả mọi nhu cầu chập choẹt, và các bạn quay phim sẽ là đối tượng thứ hai, bởi vì những cái thông số của lens này rất thích hợp cho các bạn quay phim xịn á. Nhưng mà về phần giá cả thì mình đánh giá nếu như Sigma bán cái lens này tầm khoảng 37 triệu trở lên thì nó sẽ hơi đắt. Không, hy vọng là cái giá của lens này khi công bố nó sẽ khá là mềm để anh em dễ chơi hơn. Well, lens này là do Sigma Việt Nam cho mình mượn, nhưng mà họ không can thiệp vô bất cứ một cái trải nghiệm nào của mình về thiết bị. Thì những cái thông tin mà mình cung cấp cho anh em đều là những cái cảm nhận cá nhân qua quá trình sử dụng lens. Những cái hình minh họa về chân dung phong cảnh này nọ thì mình sẽ để ở cái link dưới này. Anh em có thể download về và coi cả file gốc về video lẫn hình ảnh của cả hai hệ máy Sony A7R5 và Nikon Z9. Như những clip khác, mình muốn nhắn nhủ là hình đẹp không chỉ do máy, hình đẹp do người nữa. Thì anh em hãy nâng cao kiến thức nhiếp ảnh, hãy hiểu biết hơn về thiết bị của mình,
về môi trường, về ánh sáng thì anh em sẽ chụp đẹp hơn ở bất cứ thiết bị nào, bất cứ môi trường nào. Và dạo gần đây mình có mua một cái máy in Epson để mời anh em tới in miễn phí. Anh em có thể ghé chơi ở shop mình và in hình miễn phí cái máy in Epson 6 màu. Chúng ta có thể cùng đàm đạo, có thể uống cà phê và trò chuyện về hình ảnh. Trong thời gian in thì anh em có thể vệ sinh máy miễn phí nữa. Bên mình sẽ vệ sinh máy miễn phí cho anh em. Mình là Trần Duy. Để xem được nhiều clip hơn thì anh em có thể subscribe vô cái channel của mình, bấm follow để nhận thông báo về những video mới. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại vào clip sau.